Xế chiều nhạc miệng chấm ngay từng ớt cơ đó. Cây TVM. Thưa quý vị khán giả, hôm nay đội tuyển cầu mây Việt Nam đã mang về một tin vui ở giải cầu mây thế giới đang diễn ra tại Thái Lan. Tại nội dung cầu mây 4 nữ, các nữ tuyển thủ của chúng ta đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà ở trận chung kết, lần đầu tiên giành về chức vô địch thế giới. Ở trận chung kết nội dung 4 nữ tại giải cầu mây vô địch thế giới, đội Việt Nam gặp đội chủ nhà Thái Lan, cường quốc hàng đầu thế giới ở bộ môn này. Ở lần tái đấu sau thất bại tại SEA Games 31 cách đây 2 tháng, các nữ vận động viên của chúng ta đã không để cho kết quả cũ lặp lại, đánh bại đối thủ chủ nhà với chiến thắng kịch tính, có các tỷ số 21-15 và 23-21. Đây là lần đầu tiên cầu mây Việt Nam giành chức vô địch thế giới ở nội dung này. Cũng ở giải đấu đang diễn ra tại Thái Lan, đội tuyển cầu mây Việt Nam còn giành được một huy chương bạc ở nội dung 4 nam sau trận chung kết với đội Hàn Quốc. Cùng với đó, chúng ta có một huy chương đồng ở nội dung biểu diễn nam. Trong những ngày còn lại của giải đấu, đội tuyển cầu mây Việt Nam có thể còn giành về thêm thành tích ở một số nội dung khác.